Việt Nam là một quốc gia có đường bờ biển dài, có nhiều thành phố nằm ở vị trí tương đối thấp và các đầu nguồn sông. Do đó, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu. Tôi cho rằng việc đổ lỗi hoàn toàn cho biến đổi khí hậu hay chỉ tập trung nguồn lực giải quyết biến đổi khí hậu mà bỏ qua tất cả các vấn đề khác sẽ không khả thi cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cần nhiều chính sách đồng bộ để giải quyết các vấn đề cùng một lúc, trong đó bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu chính của Việt Nam. Nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thì con đường lựa chọn chính là phát triển kinh tế carbon thấp, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Hướng ra biển có nhiều cái điều kiện về cái tự nhiên để có thể phát triển về du lịch một cách theo đúng cái định hướng mong muốn của mình. Chúng tôi về cái tài nguyên thiên nhiên đó, chúng tôi có bờ biển dài hơn 300 km, trong đó hơn 100 km có cái bãi cát phù hợp với lại phát triển các tất cả các loại hình về du lịch. Nhiều địa phương tại Việt Nam đang đi đúng hướng trong phát triển kinh tế biển xanh theo hướng bền vững. Trong đó, ngành du lịch đang tiên phong trong tăng trưởng bền vững. Chúng tôi đã xác định kinh tế biển là động lực phát triển trong nhiều nhiệm kỳ tới và sẽ đóng góp quan trọng vào cái việc phát triển nhanh và bền vững. Kinh tế thủy sản được xác định là ngành quan trọng của kinh tế biển. Khắc phục thẻ vàng thủy sản đã trở thành cơ hội để Việt Nam tổ chức lại theo hướng giảm đánh bắt, tăng nuôi trồng, nói không với khai thác tận diệt, chuyển đổi nghề thân thiện với môi trường, phát triển sinh kế mới gắn với kinh tế biển. Cách đây 10 năm, người dân làng chài này sống nhờ nghề khai thác nguồn lợi từ thủy sản, từ biển. Nhưng nay thì khác, đi biển chỉ còn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu kinh tế. Thay vào đó là sự xuất hiện của homestay, nhà hàng, quán cà phê view biển và các tour du lịch độc đáo. Du lịch biển, du lịch kỳ co, du lịch ở bên Eo Gió đồ, khách hàng nó qua đây là cũng niềm niệp vui lắm. Sống nó thoải mái hơn là đi làm biển. Nuôi thủy sản gắn với du lịch, bộ mặt kinh tế xã hội địa phương đã thay đổi nhanh chóng. Gắn với du lịch thì nó tạo một cái môi trường, hiện tại thì sẽ mình cùng các phát triển du lịch, khách về đây thì đi biển đảo cũng có thích thú đến lĩnh vực ngắm san hô. Và cái hoạt động ngắm san hô là một trong những điểm mà thu hút khách nhất hiện nay ở Eo Gió và Nhân Lý mình. Cho nên là, và bên cạnh đó các thành viên trong tổ cộng đồng cũng có những cái hoạt động kinh doanh ở dựa vào đó cũng phát triển mình. Như ngày xưa chỉ có đánh bắt thôi, còn bây giờ mình vừa khai thác du lịch, mình vừa cái làm nhiệm vụ bảo tồn, bảo vệ môi trường, bảo vệ rạn san hô và đặc biệt là bảo vệ các loài mà trong sách đỏ có nguy cơ tuyệt chủng, ví dụ như các loài rùa. Nhận thức của bà con dần dần nâng cao hơn. Nghề nuôi cấy ngọc trai trên đảo Phú Quốc trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển. Theo các chuyên gia, nước biển Phú Quốc rất trong, mặn, không có phù sa, hàm lượng kim loại nặng trong nước cao nên ngọc trai ở đây có chất lượng tốt. Nuôi trai lấy ngọc sử dụng thức ăn từ dinh dưỡng của tảo biển tự nhiên, do đó có tính thân thiện, an toàn bởi không làm bẩn môi trường mà còn lọc sạch nước biển. Doanh nghiệp này sử dụng hơn 500 hectare diện tích mặt nước biển cho nuôi cấy ngọc trai. Mỗi mùa vụ, nông trại ngọc trai của công ty cho thu hoạch hàng trăm nghìn con trai theo tiêu chuẩn nuôi cấy chuyên nghiệp. 80% sản lượng được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Sau khi được thu hoạch này, thể cho ra những cái sản phẩm tức là được dán tem niêm yết ngọc trai nuôi cấy tại Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam. Cái công ty thẩm định Vinacan chỗ này họ sẽ chịu trách nhiệm, là họ đã giám định rồi. Đấy, cho nên là cùng tin rằng là tới đây cái ngọc trai Phú Quốc nó sẽ có một cái vực dậy. Tiềm năng nuôi biển của Việt Nam lên đến 500.000 ha, nhưng có một thực tế trải dài ở nhiều vùng biển lâu nay là du lịch đi đến đâu, thủy sản lùi tới đó. Ở nhiều vùng biển, cứ có quy hoạch dành cho du lịch thì những người nuôi trồng thủy sản ngay lập tức mất sinh kế. Chính vì vậy, nuôi biển đang được nhìn nhận là ngành kinh tế gắn kết chặt chẽ với các ngành khác như du lịch hay hàng hải trong định hướng phát triển kinh tế biển tại nhiều địa phương. Giảm khai thác, tăng nuôi biển cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trong phát triển kinh tế biển bền vững. Na Uy có 49 cái trang trại, một ngày là cấp 45 triệu suất cá hồi. Thế và gắn với đấy là cả một hệ thống du lịch trên một cái tàu rất lớn. Việt Nam không thể không làm như thế được. Do vậy mà khi triển khai nuôi biển thì những cái tiêu chuẩn quy chuẩn sẽ được ban hành. Thế và gắn vào đấy là du lịch biển, du lịch nuôi biển sẽ được triển khai một cách đồng bộ.
Nuôi biển sẽ giảm khai thác, giảm xung đột trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, từ đó góp phần phát triển ngành thủy sản bền vững hơn. Song song với đó, việc chuẩn hóa và chuyển đổi vật liệu nuôi biển cũng là giải pháp quan trọng để phát triển hiệu quả ngành công nghiệp hiện được đánh giá là còn nhiều dư địa. Về cái lồng HPE thì đó là một cái theo về cái phương hướng nó sẽ bền vững lâu dài. Thì tôi cũng được mấy lồng thì tôi thấy đánh giá thì nuôi rất là hiệu quả. Để mà nuôi đạt tới 250 tấn đến 300 tấn trên một vụ như vậy thì cái lồng bằng gỗ truyền thống thì không thể bao giờ đạt được. Nó đạt được ở những cái nơi xa bờ, chống chọi được những cái biến đổi khí hậu, đặc biệt là sóng gió bão. Các vùng biển đảo và hải đảo Việt Nam còn có nguồn tài nguyên du lịch quan trọng. Dọc bờ biển có hơn 120 bãi tắm có thể phát triển du lịch, trong đó có khoảng 20 bãi có quy mô và tiêu chuẩn quốc tế. Thu hút đầu tư vào phát triển du lịch theo hướng bền vững đang là trọng tâm phát triển của nhiều địa phương. Nhiều địa phương tại Việt Nam đang đi đúng hướng trong phát triển kinh tế biển xanh theo hướng bền vững. Trong đó, ngành du lịch đang tiên phong trong tăng trưởng bền vững. Du khách hiện đang dần bớt quan tâm vào sự sang trọng trong dịch vụ được cung cấp. Họ đang dành nhiều sự quan tâm cho giá trị của sản phẩm du lịch. Nguồn gốc của sản phẩm đó và sản phẩm du lịch sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng bản địa ra sao? Họ ưa thích những giá trị bền vững. Làm du lịch trên Phú Quốc là xác định đầu tư lâu dài. Mà muốn đầu tư lâu dài mà có hiệu quả thì làm sao xác định được là du lịch phải là du lịch bền vững. Điều mà chúng tôi muốn mang lại cho Phú Quốc nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung chính là được lan tỏa hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam vô cùng tuyệt vời. Và một trong những điều mà chúng tôi rất mong muốn thấy được tại Phú Quốc chính là sự phát triển. Hiện nay, các ngành kinh tế biển và liên quan đến biển đóng góp khoảng gần 48% GDP của Việt Nam. Trong đó, các ngành kinh tế biển như khai thác dầu khí, hải sản, vận tải biển và dịch vụ cảng biển, du lịch biển đóng góp từ 20 đến 22% tổng sản phẩm quốc nội. Với nhiều điều kiện thuận lợi sẵn có, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương ven biển tiêu biểu trong số 28 tỉnh thành ven biển, hội tụ đủ yếu tố để trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao của vùng Đông Nam Bộ và các vùng lân cận. Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những cái địa phương có cái vị trí địa lý rất đặc biệt. Chúng tôi ở cái vùng miền Đông Nam Bộ và có nhiều cái điều kiện về cái tự nhiên để có thể phát triển về du lịch một cách theo đúng cái định hướng mong muốn của mình. Chúng tôi có bờ biển dài hơn 300 km, trong đó hơn 100 km có cái bãi cát phù hợp với lại phát triển tất cả các loại hình về du lịch. Do vậy đó thì đây là các cái điều kiện cần thiết chúng tôi có thể để phát triển, đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian tới, đặc biệt đó là du lịch chất lượng cao và điểm tàu. Phát triển kinh tế của tỉnh gồm các cái lĩnh vực như là công nghiệp, rồi cảng biển và logistics, ngành phát triển các ngành du lịch của tỉnh. Các cái hạ tầng kỹ thuật kèm theo để phục vụ cho các cái mục đích phát triển này là rất quan trọng. Và cái quan trọng nhất là đối với cái hệ thống phát triển hạ tầng giao thông, hoặc là từ 4 cho đến 6 làn xe. Thì trong này có một cái tuyến hoàn toàn thuộc tỉnh và nó cũng có tầm quan trọng với tỉnh trong phát triển du lịch cũng như là phát triển kinh tế ven biển của quốc gia. Đấy là cái đường ven biển. Hệ thống giao thông phải đáp ứng được các cái mối liên hệ và nó tạo thành một cái mạng lưới hệ thống giao thông đồng bộ và thống nhất. Tuy nhiên, phát triển kinh tế biển đang gặp không ít những thách thức. Là một quốc gia ven biển với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều rủi ro khí hậu. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam mất khoảng 12% đến 14,5% GDP mỗi năm. Nước biển dâng 5 mét sẽ khiến Việt Nam mất 16% diện tích đất liền, đe dọa 35% dân số và 35% tổng sản phẩm quốc nội. Chúng ta đang trải qua một đợt nắng nóng cao điểm trên khắp Việt Nam. Để chống chọi với cái nóng, thứ chúng ta đang sử dụng nhiều nhất tất nhiên là máy điều hòa. Hệ số tải năng lượng đang được tiêu thụ vào thời điểm hiện tại là cao hơn mức thông thường từ 20 đến 30%. Việt Nam là một quốc gia có đường bờ biển dài, có nhiều thành phố nằm ở vị trí tương đối thấp và các đồng bằng sông. Do đó, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, với tổn thất khoảng 3,2% GDP mỗi năm. Đây không phải là một số tiền nhỏ. Không chỉ biến đổi khí hậu, việc có nhiều quy định chưa cụ thể và thống nhất ở các địa phương ven biển cũng gây không ít trở ngại cho các nhà đầu tư.
Dù nghị quyết số 36 của Ban chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định vị trí, tầm quan trọng trong phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, việc hệ thống chính sách, pháp luật chưa hoàn thiện cũng gây ra không ít khó khăn cho các địa phương trong triển khai các dự án. Có rất nhiều quy định còn chưa rõ ràng, chưa có khung quy định thống nhất và hoàn chỉnh trong triển khai các dự án. Nhiều địa phương có những quy định khác nhau, khiến nhà đầu tư như chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi triển khai các dự án liên tỉnh. Theo tôi, đơn giản hóa các quy định, đưa ra một hệ thống quy định thống nhất từ trung ương tới địa phương sẽ thúc đẩy đầu tư, từ đó hỗ trợ cho sự phát triển của các địa phương ven biển. Việt Nam cần phải chủ động hơn nữa trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính để có thể giữ chân và thu hút những nhà đầu tư lớn. Không nên chỉ nêu ra vấn đề, mà phải tìm cách giải quyết những vấn đề đó. Cần hành động thay vì chờ đợi. Kinh tế biển xanh là một hướng đi đúng đắn, mở đường cho các nhà đầu tư quốc tế triển khai những dự án năng lượng sạch quy mô lớn. Để nhà đầu tư sẵn sàng bơm vốn vào thị trường, cần quyết liệt hơn nữa để đơn giản hóa thủ tục hành chính và đưa ra những quy định rõ ràng, thống nhất. Nếu không, sẽ rất khó để có thể giữ chân các nhà đầu tư. Cùng với đó, vấn đề đặt ra cho chính quyền các địa phương ven biển là làm sao để phát huy tiềm năng sẵn có, cũng như có sự đầu tư, khai thác hợp lý để đảm bảo được yêu cầu vừa phát triển vừa giữ được sự đa dạng sinh học, đảm bảo phát triển bền vững. Để thực hiện phát triển du lịch mà đi đôi với bảo vệ môi trường thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân huyện để chỉ đạo cho các ngành chức năng và đặc biệt là nòng cốt là ngành văn hóa thông tin đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho người dân. Khi mà phát huy phát triển các du lịch trang trại, các du lịch sinh thái nghỉ dưỡng phải làm sao đảm bảo cảnh quan môi trường, không phá vỡ cảnh quan môi trường và đặc biệt là để mọi người đến trải nghiệm để được hòa mình vào thiên nhiên. Đây là cái tiêu chí hết sức là quan trọng mà chúng tôi ưu tiên hàng đầu và quan tâm. Nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thì con đường lựa chọn chính là phát triển kinh tế carbon thấp, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Nỗ lực phát triển kinh tế tuần hoàn theo hướng bền vững, giảm thiểu những cái tác động xấu đến môi trường và nền kinh tế tuần hoàn là mô hình được quan tâm và định hướng phát triển. Phát triển kinh tế số và kinh tế tuần hoàn cũng như là ứng dụng các cái mô hình kinh tế tuần hoàn thu hút đầu tư có chọn lọc thì được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định trong cái quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cái định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát triển kinh tế biển xanh đang trở thành xu hướng tất yếu trên quy mô toàn cầu, được xem là nền tảng cho phát triển bền vững kinh tế biển. Đây cũng là yếu tố then chốt trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 14 về biển và đại dương đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc, gắn với những thành tựu của nền kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kinh tế biển là động lực phát triển của Nam Định trong nhiều nhiệm kỳ tới. Qua 2 năm thì đã tập trung triển khai nhiều cái dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng và chúng tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều nhà đầu tư lớn có thể có cái dự án đã đưa vào hoạt động trong cái nhiệm kỳ này và sẽ đóng góp quan trọng vào cái việc phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Nam Định trong thời gian tới. Điều quan trọng là Việt Nam phải phát triển hơn nữa, giàu hơn nữa và trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2045 để người Việt Nam giàu có hơn. Tôi cho rằng tăng trưởng kinh tế, sự thịnh vượng luôn song hành với tăng trưởng xanh. Sự thịnh vượng ngày càng tăng, đi đôi với nhận thức ngày càng cao và trách nhiệm bảo vệ môi trường sẽ ngày càng cao. Điều đó không có nghĩa là bạn nên trì hoãn việc bảo vệ môi trường để tập trung vào phát triển kinh tế bằng mọi giá. Việt Nam đang trên đường trở thành một quốc gia thịnh vượng, một nước công nghiệp hiện đại. Và trong quá trình đó, Việt Nam cần tập trung vào chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng xanh, tiếp tục thúc đẩy chiến lược phát triển kinh tế biển xanh, từ đó đưa ra định hướng phát triển bền vững tới từng địa phương. Là quốc gia có tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển, Việt Nam đã bắt kịp xu hướng này nhằm đạt các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển, hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu về biển. Hướng tới các ngành kinh tế thuần biển có đóng góp vào GDP cả nước đạt khoảng 10%, kinh tế của 28 địa phương ven biển đạt 65-70% GDP cả nước. Các ngành kinh tế biển phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế gắn với bảo đảm khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển.